Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp sống thể thao được phát sóng vào lúc 16 giờ 45 phút chiều thứ hai hàng tuần trên kênh HTV9 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Câu chuyện thể thao, hoạt động từ thiện của đội tuyển bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh. Kiến thức thể thao, dự án cờ vua nữ châu Á. Gương mặt thể thao, những cổ động viên đặc biệt tại World Cup 2014 Brazil. Thưa quý vị và các bạn, thể thao ngày nay không chỉ đơn giản là hình thức vận động, rèn luyện sức khỏe, mà nó đã và đang là chiếc cầu nối hữu hiệu giữa con người với con người. Nhiều hoạt động thiện nguyện đã được thực hiện và vận động kêu gọi chung tay góp sức thông qua các giải đấu thể thao. Và đó là điều mà Liên đoàn bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển bóng rổ thành phố đã và đang thực hiện. Hãy cùng phóng viên HTV đồng hành với một buổi hoạt động từ thiện của họ. Mái ấm truyền tin quận Bình Tân buổi chiều thứ Bảy ngày 6 tháng 7 nhộn nhịp hơn thường lệ. Bởi hôm nay, mái ấm không chỉ có 50 em nhỏ mồ côi mà còn có thêm sự hiện diện của những thành viên đội tuyển bóng rổ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Đã hơn một năm nay, mái ấm truyền tin trở thành điểm đến thường xuyên của các thành viên thuộc đội tuyển bóng rổ thành phố và họ xem đây là nơi luôn cần sự sẻ chia và giúp đỡ, là việc làm cần được duy trì và nhân rộng, xuất phát từ tấm lòng nhân ái của mỗi cá nhân. Em thấy thì em may mắn hơn những em này rất nhiều. Hoàn cảnh của em này em thấy thương, rất thương. Được biết, hoạt động từ thiện này được khởi xướng bởi cựu chuyên gia Ricky Magalang thông qua sự giới thiệu của một trọng tài kỳ cựu. Mục đích ban đầu của Ricky là muốn đội tuyển, ngoài việc tập luyện thi đấu, còn phải tham gia vào các hoạt động công tác xã hội. Thế là những chuyến thăm hỏi giao lưu với các em ở mái ấm truyền tin dần dần được nhân rộng. Chính sự ngây ngô cùng hoàn cảnh đáng thương của những em nhỏ mồ côi đã đánh động được tấm lòng của các tuyển thủ, những người vốn chỉ biết đến bóng, sàn tập và những trận đấu, để những chàng trai trẻ này có thêm nhiều động lực, sẻ chia và hiểu hơn về giá trị của cuộc sống. Trẻ con mà thiếu thốn cha mẹ là một điều mất mát rất lớn. Thì em chỉ mong muốn là các em ở đây, tuy là các em không có gia đình, nhưng mà đây là coi như một cái gia đình lớn của các em. Thì mong là các em ở trên đây sẽ hòa nhập với nhau, rồi sau này khi mà lớn lên tìm được một gia đình khác nữa. Với lại các em nên biết trân trọng cái gia đình của mình đang có. Những điều vốn dĩ đã tốt đẹp chắc chắn sẽ có sức lan tỏa đến cộng đồng. Từ những trận đấu giao hữu nhỏ để kêu gọi đóng góp, ý nguyện của cựu chuyên gia Ricky đã được Liên đoàn bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nối khi ông hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước. Ngay trong giải bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng vừa diễn ra vào đầu tháng 6, Liên đoàn đã phát động chương trình quyên góp từ thiện ủng hộ cho mái ấm truyền tin trong suốt những ngày giải đấu diễn ra. Tổng số tiền thu được là 27 triệu đồng cùng rất nhiều hiện vật, tuy không quá lớn về mặt vật chất nhưng lại là món quà tinh thần vô giá dành cho các em nhỏ mồ côi của mái ấm và cũng là món quà được hun đúc từ những tấm lòng nhân hậu. Mỗi lần mấy anh đến đây cho mấy con bánh kẹo, con gái mấy anh món gỗ, rất vui và cao. Chơi bóng gỗ rất là vui, không có khó chút nào. Cái lần đầu tiên của em đi ngày hôm nay em cảm nhận là mấy em rất là vui và dễ thương. Em mong là nếu mà có một dịp gần nhất á thì em sẽ đến thăm mấy em và thân thiện với mấy em hơn. Mình sẽ là có những cái hoạt động tổ chức vui hơn để cho tạo cho mấy em cái cảm giác thân thiện, để mấy em có cái tinh thần tốt để mà tiếp tục lớn lên và có cái những cái đam mê mơ ước của mình thực hiện được. Thưa quý vị, có bao giờ chúng ta đặt ra câu hỏi trong lĩnh vực thể thao tại sao nam giới đa phần nhỉnh hơn nữ giới? Có rất nhiều cách lý giải, tuy nhiên điều thiết thực cần làm hơn đối với vấn đề này là tìm cách thu ngắn cách biệt. Đối với bộ môn cờ vua, cựu vô địch thế giới Susan Bonga đang nỗ lực cân bằng cách biệt này bằng dự án cờ vua nữ châu Á, một dự án tập huấn ý nghĩa dành cho các nữ kỳ thủ trẻ ở khu vực châu Á. Sự kiện thứ ba của dự án này vừa chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tuần qua. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về dự án đặc biệt này trong chuyên mục Kiến thức thể thao. Đây là lần đầu tiên một dự án tập huấn cờ vua có quy mô châu lục diễn ra tại Việt Nam.
Đặc biệt hơn, sự kiện này chỉ hướng đến đối tượng là nữ kỳ thủ trẻ. Sự đặc biệt này xuất phát từ người khởi xướng ra dự án là cựu vô địch thế giới Susan Ponga, được người hâm mộ Việt Nam biết đến qua vai trò huấn luyện viên của kỳ thủ Lê Quang Liêm. Cô chia sẻ, những người thống trị cờ vua đa phần là nam giới, vì vậy tôi luôn nung nấu ý tưởng cần phải thay đổi điều này. Bằng dự án cờ vua nữ châu Á, tôi cố gắng trao cơ hội cho các kỳ thủ nữ còn trẻ. Thông qua quỹ Susan Ponga, tôi đã khởi động dự án này vào năm ngoái tại châu Âu, và giờ thì tôi có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện ở châu Á. Như vậy, với những thành công đã có được từ hoạt động ở châu Âu, nay dự án này đã đến với Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á nói chung. Đây là khu vực có nhiều tài năng cờ vua trẻ. 10 nữ kỳ thủ được chọn để tham dự khóa tập huấn này đều là những kỳ thủ có tiềm năng, có hệ số ELO nằm trong top của khu vực và thế giới. Riêng chủ nhà Việt Nam được ưu tiên góp mặt 3 gương mặt là Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Thị Như Ý và Lê Hoàng Trần Châu. Qua 4 ngày được huấn luyện với cô Xuân Xuân và trợ lý của cô thì em cảm thấy giải này, sau đấy thì em cảm thấy có rất nhiều bổ ích, nhiều điều bổ ích mà em có thể tiếp thu, giống như là cô có rất nhiều phương pháp đổi mới. Nhờ tâm huyết của một người từng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của sự nghiệp vận động viên, Susan Ponga hiểu rõ các kỳ thủ trẻ đang cần những điều gì. Với tư cách là trưởng ban cờ vua cho phụ nữ thuộc Liên đoàn cờ vua quốc tế FIDE, nhà cựu vô địch thế giới này đã và đang nỗ lực từng ngày để mang đến nhiều điều bổ ích cho các bạn trẻ. Cô tự mình lên giáo án giảng dạy, cập nhật cách học cờ vua mới và nhiệt tình hỗ trợ cho từng cá nhân. Chính vì thế, ở khóa tập huấn kéo dài 4 ngày, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 7, chỉ có hai điều mà cô muốn 10 nữ kỳ thủ trẻ tích lũy được. Đó là hiểu rõ năng lực của bản thân và thiết lập mục tiêu cá nhân. Hai điều tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng lại vô cùng hữu ích trong thế giới cờ vua. Cô Susan đã chia sẻ rất nhiều điều về cái quá trình cô tập luyện từ khi còn bé cho đến lúc cô trở thành vô địch tự thế giới. Ngoài ra thì cô cũng bổ sung thêm nhiều điều như là mình cần chuẩn bị kỹ cho vận đấu như thế nào và cái cách mình chuẩn bị ra sao để mình có thể vào vận đấu có thể có được lợi thế hơn đối phương. Tôi biết các bạn đều đã từng học cờ qua các phần mềm máy tính hay học với huấn luyện viên riêng mới có được vị trí như ngày hôm nay. Tôi vẫn sẽ giúp các bạn phát huy phương pháp tập luyện vốn có, đồng thời truyền cảm hứng cho các bạn từ kinh nghiệm bản thân cũng như kinh nghiệm của những kỳ thủ đã từng làm việc với tôi. Đó là những kinh nghiệm rất thiết thực mà không phải bạn trẻ nào cũng có thể thấu hiểu được. Trong sự kiện cờ vua đặc biệt này, người ta còn thấy có sự xuất hiện của hai nhân vật nam. Một là ông Bôn Trường, từng được xem là thần đồng cờ vua ở Việt Nam giai đoạn trước ngày đất nước thống nhất. Và người còn lại là kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm. Nếu như Bôn Trường là người bạn đời của Susan Ponga, luôn đồng hành cùng cô trong hầu hết các hoạt động cờ vua tại Mỹ và thế giới, thì Lê Quang Liêm lại đang là học trò của Susan. Chính mối quan hệ gắn kết giữa cô Susan và Quang Liêm đã góp phần đưa dự án cờ vua nữ châu Á đến với Việt Nam. Với riêng Lê Quang Liêm, đây là một trong những hoạt động cộng đồng của Liêm với mục đích quảng bá, thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao trí tuệ tại Việt Nam. Trong những lời chia sẻ với giới truyền thông, Liêm luôn dành cho vị huấn luyện viên của mình sự tôn trọng và kính phục vì những đóng góp của cô. Liêm nghĩ rằng là những cái nỗ lực này cũng rất là đáng trân trọng bởi vì là giúp cho cờ vua nữ phát triển hơn và họ cũng được thi đấu ngang hàng, được trở thành những cái vận động viên chuyên nghiệp, và Liêm nghĩ là những cái sự kiện này sẽ rất là quý giá. Đây có thể nói là cái sự kiện lần đầu tiên được tổ chức trên toàn thế giới luôn, và Liêm nghĩ là các cái kỳ thủ được mời tham dự cái sự kiện này họ là những người được chọn lọc rất là kỹ, và họ sẽ có cái khả năng để mà trở thành những cái vận động viên chuyên nghiệp. Và Liêm biết rằng là với cái kinh nghiệm của Susan Ponga truyền đạt cho những cái vận động viên, những cái học trò của mình, thì các vận động viên của chúng ta sẽ có cái tiến bộ rất là lớn trong thời gian sắp tới. Không chỉ dừng lại ở việc tập huấn, dự án cờ vua nữ châu Á còn tạo điều kiện để 10 nữ kỳ thủ thi đấu cọ sát, thực hành nhiều điều đã được tích lũy thông qua một giải đấu cờ nhanh kéo dài trong 2 ngày. Đáng nói hơn, đây không phải là một giải đấu giao hữu, mà là một giải đấu hoàn toàn nghiêm túc với 9 ván đấu theo thể thức vòng tròn, và kết quả chung cuộc sẽ được FIDE tính hệ số ELO cờ nhanh.
Rõ ràng, dự án cờ vua nữ châu Á là một hoạt động vô cùng bổ ích và có giá trị, đặc biệt là với những kỳ thủ được trực tiếp tham dự. Việc có thực hiện được mục tiêu rút ngắn khoảng cách giữa nam và nữ trong cờ vua hay không thì vẫn cần rất nhiều thời gian mới tìm được câu trả lời. Tuy nhiên, những nỗ lực không ngừng nghỉ của cá nhân chuyên gia Susan Ponga cùng các cộng sự là điều rất đáng được trân trọng. Thưa quý vị, cho đến thời điểm này, người hâm mộ bóng đá đã được thưởng thức 60 trận đấu đỉnh cao ở kỳ World Cup 2014. Có thể nói, dù bóng đá có đẹp đến đâu, có hấp dẫn thế nào và kịch tính đến mấy mà thiếu vắng hình ảnh các cổ động viên, thiếu vắng những tiếng hò reo từ trên khán đài, thì bóng đá không còn là bóng đá nữa. Vì lẽ đó, lượng cổ động viên chính là một phần mang đến sự thành công. Không chỉ đóng góp sự cổ vũ của mình, mà cách thức thể hiện tình yêu bóng đá của mỗi fan hâm mộ cũng rất khác nhau và độc đáo. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay xin dành thời gian để giới thiệu đến quý vị những sắc màu cổ động viên trong dịp World Cup tại Brazil. Đến Brazil trong những ngày này, hẳn khách du lịch không khỏi ngạc nhiên và đắm chìm trong một màu sắc vàng xanh rực rỡ, bởi đó chính là màu lá quốc kỳ của Brazil. Kể từ khi World Cup 2014 khai diễn, São Paulo đã ngập tràn những mặt hàng lưu niệm và những dụng cụ trang trí dành cho các cổ động viên. Từ quần áo, cờ xí, nón cho đến mắt kính và cả những đồ vật dành cho những con thú cưng như chó đều được bày bán ở đây. Để chuẩn bị đến sân theo dõi và cổ vũ cho mỗi trận đấu, bạn có thể đến đây để sắm cho mình những vật dụng cần thiết. Làm móng, vẽ kiểu móng và sơn móng tay sẽ làm cho bạn lung linh màu sắc với World Cup hơn. Bạn thấy đó, tôi đã chuẩn bị sẵn mắt kính, kèn, tu hút và cờ để cổ vũ. Không chỉ sắm sửa những vật dụng cổ vũ khi đến sân, mà một số người còn làm mới mình thông qua bộ tóc rất độc đáo. Từ khi World Cup khai mạc, trong khu phố ổ chuột Jacarezinho và Marquinhos ở phía bắc Rio de Janeiro đang thịnh hành kiểu tóc mới được giới trẻ yêu thích, đó là kiểu tóc của Neymar. Anderson Guimarães đang xếp hàng trước một tiệm cắt tóc được trang trí nhiều màu sắc, những kiểu tóc đa dạng và cờ của Brazil. Tuy nhiên, tại đây cũng như nhiều nơi khác, nhiều người muốn được cắt tóc có chân dung Neymar phía sau óc. Thường ngày kiểu tóc của Cristiano Ronaldo được chuộng nhất, nhưng trong mùa World Cup này thì kiểu tóc Neymar được nhiều người yêu cầu. Tại đây có khoảng 14 thợ cắt tóc và thợ cạo làm việc suốt cả tuần trong cái tiệm nhỏ như tổ chim này tại khu ổ chuột ở Marquinhos và Jacarezinho. Hầu như thợ ở đây không có thời gian nghỉ. Giá thuê một chiếc ghế cũ để cho khách ngồi cắt tóc giá khoảng 9 đô la một ngày. Những khách hàng đến đây ngoài cắt tóc cạo râu còn có thể tán gẫu chuyện đá bóng, họ tìm hiểu thông tin về cầu thủ. Tại Brazil, Neymar chính là cái tên được nhiều người nhắc đến, họ còn muốn chân dung của anh hiện trên cơ thể của mình. Đây là lần thứ hai Anderson đến tiệm để cắt tóc có hình ngôi sao bóng đá của Brazil. Để dễ dàng phát thảo chân dung của Neymar, cần có một tấm ảnh kẹp trên một tấm bảng, sau đó thợ sẽ dùng bút chì vẽ ra phía sau óc của khách, sau đó mới dùng dao cạo để cạo thành hình vẽ. Cắt kiểu tóc Neymar mất khoảng 3 giờ đồng hồ và giá khoảng hơn 30 euro. Để tạo hình Neymar, tôi sử dụng một bút chì, một dao cạo, thuốc nhuộm tóc, bột màu để làm kiểu tóc vàng của Neymar. Và đây là kết quả của sản phẩm nghệ thuật này. Với những khách hàng, việc chọn làm kiểu tóc không chỉ là sở thích mà còn là cách để thể hiện sự cổ vũ cho đội nhà. Và đặc biệt kiểu tóc làm cho nhiều người chú ý đến mình hơn. Tôi rất hài lòng với kiểu tóc cắt ở đây. Trong khu phố Jacarezinho và Marquinhos, những tiệm cắt tóc như thế này rất nổi tiếng. Trong dịp World Cup, cắt tóc kiểu như vậy cũng là cách để cổ vũ cho đội bóng. Bạn có thể chụp hình và kiểu tóc chắc chắn sẽ tạo sự chú ý cho mọi người. Không chỉ có các cổ động viên Brazil chọn cho mình cách làm mới kiểu tóc như một cách để cổ vũ cho đội nhà, mà tại Đức, các cổ động viên cũng tạo ấn tượng mỗi khi xem tuyển Đức thi đấu. Hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi chứng kiến hàng trăm khán giả Đức chuẩn bị hẳn hoi những chiếc ghế trường kỷ như thế này đặt ngay trên sân cỏ của câu lạc bộ Chiêu Nhân để theo dõi trận đấu. Chúng tôi vẫn nói là sân vận động của câu lạc bộ cũng là salon của chúng tôi. Vì vậy có chuyện lạ mắt như vậy, chúng tôi muốn tạo không khí sôi động và cùng tạo hình ảnh vui. Bạn bè chúng tôi cũng có những chiếc ghế trường kỷ và họ đều mang nó đến đây để cùng xem đá bóng. Thật tuyệt khi cùng xem trận đấu trong không khí như vậy. Đây là chiếc ghế trường kỷ của tôi, nó là chiếc ghế cũ đặt ở trong khu vườn nhà tôi. Bố tôi mang đến đây để cùng ngồi xem.
Bóng đá là môn thể thao tập thể và cũng là môn thể thao mang lại nhiều cảm xúc nhất với người xem. Suốt mỗi một trận đấu, người hâm mộ có thể trải qua những cung bậc tình cảm khác nhau, từ hy vọng, thất vọng cho đến bất ngờ hay thắng phục và hạnh phúc. Những trạng thái tâm lý đó chỉ có thể tìm thấy ở những cổ động viên cuồng nhiệt ở môn túc cầu. Đây cũng là lực lượng góp phần không nhỏ mang lại sự thành công và sắc màu cho World Cup. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp sống thể thao tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.